Bác nhá. Đấy. Hàng mùa dịch này. Bác cứ thế đơn hết dịch em cho đi luôn. Một hai nữa là hàng đi bình thường thôi. Đấy anh em ạ. Cắt cỏ thì đợt này về để bên kho bên kia nhá. Kho trên tầng thượng và kho bên cửa hàng chính. Đấy, bên này thì về rất nhiều cưa. Về đâu được 100 cây cưa cho anh em này. Đấy. Rất nhiều máy đẹp nhá. Shioa này. Makita Etin. Rất đẹp cho anh em. Nhiều. Này thì kho cắt cỏ để bên cách nhà tầm 300 m. Bên này thì để nhiều cưa. Đấy. Bác nào quan tâm sản phẩm thì có thể liên hệ qua số điện thoại 0976123370. Bác nào xem clip thì cho em xin nút like, đăng ký kênh và chuông thông báo các bác nhé. Đó. Rất nhiều máy cho anh em. Mùa dịch hàng về mua mãi được ít cưa các bạn ạ. Mùa kia thì mua được nhiều hơn, mùa dịch này hàng về rất là ít. CDOA này. Cho 405 này. Ok.